Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Đô Vlog đăng tải video lên các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập tiếng Việt lớp 4 tập 1 Trang 31 luyện từ và câu Mở rộng vốn từ trung thực tự trọng Đầu tiên mời các em làm bài tập số 1 Tìm những từ cùng nghĩa với trung thực Mẫu đây là thật thà Thì các em biết là trung thực có nghĩa là Thành thật với mọi người Và với cả chính mình Thì cùng nghĩa với trung thực Là thật thà Ngoài ra chúng ta còn có các từ khác như là ngay thẳng, chân thật, thành thật, bộc trực, thẳng tính, thật tình, vân vân. Trái nghĩa với trung thực mẫu là gian dối. Thì ngoài từ gian dối ra, chúng ta còn có các từ trái nghĩa với trung thực đó là dối trá, bịp bợm, gian lận, gian manh, lừa đảo, lừa lọc hay là gian xảo, vân vân. Tiếp theo mời các em sang bài tập số 2, đặt câu với một từ cùng nghĩa với trung thực hoặc một từ trái nghĩa với trung thực. Thì trong bài này có rất nhiều cách đặt câu và cụ thể các em có thể tham khảo những câu sau. Nam là một cậu bé rất thật thà Thì ở đây chúng ta đã đặt câu với một từ cùng nghĩa với trung thực Đó là từ thật thà Nam là một cậu bé rất thật thà Hay là câu bọn tội phạm dù có gian xảo đến đâu Trước ánh sáng pháp luật cũng phải run sợ vào thành khẩn Thì trong câu này chúng ta đã đặt câu với một từ trái nghĩa với trung thực Đó là từ gian xảo Bọn tội phạm dù có gian xảo đến đâu trước ánh sáng pháp luật cũng phải run sợ và thành khẩn. Tiếp theo, các em sang bài tập số 3, đặt dấu ích và ô trống dưới dòng nêu đúng nghĩa của từ tự trọng. Tin vào bản thân mình, quyết định lấy công việc của mình, coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình, đánh giá mình quá cao và coi thường người khác. Các em biết là tự trọng có nghĩa là coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình. Tiếp theo các em sang bài tập số 4. Mỗi thành ngữ tục ngữ dưới đây nói về điều gì? Đánh dấu X vào ô thích hợp. Thành ngữ tục ngữ nói về tính trung thực, nói về lòng tự trọng. A nhỏ, thẳng như ruột ngựa. Thì câu này nói về người có tính rất là thẳng Nghĩ như thế nào nói như vậy Thẳng như ruột ngựa như vậy nè Nói về tính trung thực Câu này là nói về tính trung thực B nhỏ giấy rách phải giữ nấy nề Ý câu này có nghĩa là dù có nghèo nhưng vẫn phải giữ được phẩm giá của con người. Như vậy là câu này nói về lòng tự trọng. C nhỏ, thuốc đắng dã tật. Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Câu này nói về tính trung thực. D nhỏ, cây ngay không sợ chết đứng. Những người thẳng thắn thật thà thì không sợ gì cả. Cây ngay không sợ chết đứng, nói về tính trung thực. E nhỏ, Đói cho sạch, rách cho thơm. Dù nghèo đói hay là dù đói rách vẫn phải sống đàng hoàng, sống đúng phẩm giá của con người. Như vậy là đói cho sạch, rách cho thơm là nói về lòng tự trọng. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video và đừng quên ủng hộ kênh Thành đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video để nhận được những video mới nhất từ kênh Thành đô Vlog. Tôi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp